Phải chi mà dụ nó được đi 3 năm rồi rước em về là cho đi luôn, đâu rước nó về làm gì để dụ nó đi được rồi. Khùng quá nó không chịu ly dị. Rồi giờ sao em? Gom vàng hả? Gom vàng đi luôn hả? Khó chết mẹ mày đồ con. Thôi rồi. Mày xong rồi. Hello mọi người. Thì như bữa trước á, là mình dụ vợ mình là ly dị 3 năm á, không được á. Thì bữa nay mình sẽ chơi tới luôn. Đó là kiểu ví dụ như mình lỡ chớn rồi mình chơi luôn. Là kiểu như mình giả bộ mình điện cho vợ bé. Mình nói là anh lỡ, anh dụ nó không được rồi. Anh dụ nó ly dị 3 năm, đang rước em về ở, anh cho nó đi luôn mà không được rồi. Đấy, thì bây giờ mình tính sao? Kiểu như vậy rồi anh bàn qua bàn lại là kiểu như kêu mình ôm vàng đi theo vợ bé á mọi người. Đấy, là kiểu như vợ bé của mình á kêu mình lục vàng đi, tặng lấy vàng rồi đi theo nó luôn, ôm đồ đi theo nó luôn. Ấy thì hiện tại vợ mình nó đi làm móng rồi, một lát nữa nó về. Bây giờ mình sẽ nằm ở đây mình kích sẵn nha. Chừng nào nó về thì mình sẽ bắt đầu mình là lục lọi, vừa lục lọi vừa nói chuyện điện thoại đó để kiếm vàng nên mà đi mà. Đấy, mình thì cho thêm một phần trang thực xíu nữa thì mình sẽ bỏ đồ vô ba lô để mình chuẩn bị mình đi. Đấy, ok. Vô. A few moments later. Anh nghe nè, thì bữa đó anh dụ nó ly dị 3 năm là anh rước em về mà nó khôn quá nó không chịu. Phải chi mà dụ nó được đi 3 năm rồi rước em về là cho đi luôn, đâu rước nó về làm gì để dụ nó đi được rồi. Ra là mày. Nó khôn quá nó không chịu ly dị thì đó, dị mới tức. Rồi giờ sao em? Sao gom vàng hả? Gom vàng đi luôn hả? Được không? Bây giờ anh không biết nó giấu ở đâu. Để lục thử coi. Vậy trời ơi, bây giờ anh đi thì đi theo em luôn chứ không mắc gì sống với nó nữa. Bây giờ còn tình cảm gì đâu mà sống với nó. Rồi. Mày xong rồi. Rồi mày, nó làm sao so bỉ em được. Bây giờ anh kiếm không có gặp, cũng phá cửa rồi. Không biết chìa khóa nó giấu ở đâu nữa nè. Ôi, đồ này nè. Anh chuẩn bị đồ sẵn hết rồi nè. Rồi, anh gom đồ, để anh gom đồ vô nha. Để anh gom đồ rồi anh đi. Mà giờ không kiếm được vàng rồi sao? Hả? Ly dị hả? Đi rồi ly dị rồi thế nào nó cũng chia vàng hả? Rồi, để anh gom đồ nha. Anh gom đồ cái đã. Rồi, đợi anh xíu nha. Anh gom đồ. Sẵn anh lục coi có chìa khóa không? Khó, chết mẹ mày đồ con. Khỏi kiếm. Ủa sao về sớm vậy? Đến làm gì? Làm gì đâu? Làm gì gọi này làm gì? Mở chìa khóa làm gì? Làm gì đâu, mở chìa khóa đâu rồi? Chi? Mượn em. Mượn đi làm gì? Lấy gì trong đó? Trong đó không có cái gì của anh nằm trong đó chứ, nó tất cả của anh cặp sắt gì đó là ở trên đây hết. Còn cái này là của em, nguyên cái tủ này là không có gì của anh trong đó chứ á. Có cái gì? Mấy câu rồi đó, dây nhợ lưỡi nữa. Ở ngoài kia kìa, cái câu để ngoài kia kìa. Để ngoài mua vàng phải á. Còn trong này nữa. Không, xài cái ngoài đi, cái này để dành. Chừng nào kia đứt một khư gì đó mới lấy trong này. Cô hai mới điện lẫn làm móng á, đi lẫn làm móng nè. Thôi khỏi, bà không có xíu ăn đâu, đừng xạo. Ở em mới chạy ngang. Đó, anh muốn lục gì? Thì đưa chìa khóa đi rồi đi làm móng đi. Chìa khóa đâu ai biết? Ủa em giữ mà em nói không có giữ, em không có giữ. Anh cần gấp không? Anh cần chìa khóa gấp không? Gấp. Người này để làm gì? Đi câu cái gì? Đi câu vài ngày cái gì? Thấy dính trên đó là lấy sớm vậy. Dính trên đó? Ủa mắc gì người ta để trên đó thì để trên đó đi. Dính trên đó là dính sao? Dính kiểu gì? Dính trên đó chứ phải dính trên đầu anh đâu mà anh lấy xuống. Kệ đó. Chừng nào cần thì đi đâu đấy em lên cam giặt. Còn nó dính bụi kệ bà đi đem để chở. Đừng mình vào phá rồi. Để làm cái gì? Lấy đồ. Đồ gì? Quan trọng hả? Thì nói đi em lấy cho. Rồi lấy hả? Nào không cần. Thôi. Cái này tốt quá vậy. Ủa thì bình thường đồ đạc em cũng tự lấy mà. Thì làm móng đi. Làm móng cho ai? Chú hai á. Mới làm qua rồi. Bà mới điện nữa, bà mới đi ngang bà kêu á. Làm gì làm bà? Làm đừng có xạo. Làm cho ai lẳng á. Thôi mệt. Để đưa đi. Em có đi anh cũng không có chìa khóa anh mở ra đâu. Đưa chìa khóa đi. Để làm cái gì? Lấy đồ. Đồ gì? Đòi gì cả người ta đi. Tôi nghe hết. Sao mà đó được? Sao mà đó được? Nghe hả? Tính đi đâu? Hả? Đi đâu? Trốn đi hả? Bỏ nhà hả?
người ta thường thường là người ta bỏ nhà theo trai, còn này bỏ nhà theo gái hả? Hả? Có ngu ngu vừa vừa thôi chứ. Má ơi, con tay bị hoài luôn á. Ai biết? Trẻ con tay thiệt luôn à. Má bầm tím luôn rồi nè. Vừa vừa cái tội. Đưa đây, đưa đây. Mấy chú gãy luôn, cho khỏi làm ăn gì luôn. Đi ra trong khác coi. Để làm cái gì? Tưởng cái tủ này không có cái gì của anh ở trong đây hết trơn á. Có. Có cái gì? Vàng. Vàng ở đâu vậy? Trời ơi, vậy là bây giờ muốn lấy vàng đúng không? Gửi mẹ hết rồi. Mẹ cắt hết rồi. Không còn cái đống á. Không còn gì trơn, nó còn vàng giả không lấy không? Nhớ còn đống. Nhớ luôn. Rồi lấy bây giờ lấy chi vậy? Lấy đi làm gì? Lấy ra coi chơi gì đó. Coi chơi, giờ đưa vàng giả chơi được không? Được. Bây giờ đem cho vợ bé của ông đưa lấy vàng giả cho đưa được không? Ok không? Hỏi ai thèm má đó. Giả nè lấy không? Má cái mũ. Rồi đi đi làm móng đi rồi ở nhà chơi vậy? Vậy đi đâu? Anh đi đâu? Rồi rồi, mày xong rồi. Vậy bây giờ sao nói rồi? Hả, bây giờ tính đi đâu? Tính đi đâu mà bỏ nguyên một ba ly đây? Cái ba ly của người ta, cái cặp của người ta để cái ba lô của người ta để trên đây nè, nó xịn lét, nó không có cái gì giống cái cô này là để vậy chổng mà nói nó dính rồi lấy xuống phủi bụi thì để đòn vậy sao phủi còn nguyên vậy sao phủi đi thì đừng đòn nó đem theo mặt chứ. Đi đâu đem theo mặt mà đi đâu, đi đâu hả, đi đâu, đi đâu khổng gặp nhau có chuyện hả, rồi vụ vụ chơi vậy hả, chơi vụ vụ mày đặt thầy bói thầy gì ơ gì nói ly dị 3 năm cho đổi trời hả, đổi trời hả, gì muốn đi vậy 3 năm bây giờ muốn đi ra đường ăn mày hay gì, cái đó là đổi đời là ra đường ăn mày chứ giàu sang gì nổi. Cái gì đi giờ không cho ở nữa thì đi, có nhỏ nào đúng không, khai thiệt đi bây giờ hả, nói tặng mặt đi là có mờ đúng không? Không không hả, vẫn còn không hả, gom tiền gom vàng hả, đợi ly dị hả, mấy ngày mười mấy ngày không có chuyện. Nó ở nhà đánh vậy sao chịu nổi? Ủa bình thường thì ai đánh, bình thường ai đánh là làm những chuyện sợ sợ làm khùng điên gì, hỏi sao không bị đánh không bị la, thử một ngày bình thường cho qua bình thường không làm gì hết trơn coi còn không bị đánh bị la không, thì thử như người ta coi cho qua im điềm rồi đi làm chiều về ăn cơm rồi ngủ nghỉ rồi các kiểu đi. Ủa? Không có nói chuyện tầm bậy tầm bạ đi, con có bị đánh không, trừ khi nào mà đang yên đang lành tự nhiên nằm bấm điện thoại bình thường mà đục bị đánh, mà đục bị đánh mới làm không dạ đó, tôi không có nói gì, tôi không nói gì luôn mà cũng đánh đang tức không có nói, nhưng mà đang làm cái chuyện bây giờ đi đâu, đi theo vợ bé đó, đi theo vợ bé, đi theo vợ bé chứ giờ tao nói không đi cũng có tin nào, ai dám không biết hả, lát làm ăn như luôn, lát là ô là tỉnh một lát làm luôn, vậy là tính đi liền, giờ khi tôi đi làm móng là một lát đi liền đúng không, chuẩn bị đồ đạc sẵn rồi bây giờ gom vàng nó đi đúng không, khỏi đâu khỏi có gom đâu, đi gửi hết rồi không có cái gì trong cái tủ này đâu mà kiếm, ở đây sớm muộn cũng bị đánh chết à. Yên lành không có cái gì mà bị đánh hết trơn á, không có không có khi mà không làm gì mà bị đánh hết trơn á. Mới là tôi tưởng không làm gì luôn cũng bị đánh. Chắc là không làm gì không? Nãy giờ tôi có làm gì đâu. Chắc là không làm gì không? Nãy giờ không làm nhưng mà một lát nữa sẽ làm. Đó, tôi đứng người ta đứng vậy tôi không làm gì hết trơn á. Đứng đây từ đây tới tối tới mai mười mốt từ tháng sau tới năm sau luôn nha. Mắc gì? Tôi đi rồi. Tôi đố đó. Điện thoại ra lấy đi. Ở chung với em biết rồi bị đánh cũng mang bệnh nữa. Làm gì bị đánh? Tại sao bị đánh? Giải thích nghe tại sao bị đánh?
Tại anh không có tiền, chứ phải có tiền là một tháng đi tổng quát một lần rồi đó. Tại sao bị đánh nói nghe coi. Tự nhiên bị đánh hả? Ừ. Bị đánh cái này nè. Ủa, không đồ đi theo mà. Đồ của anh thì anh dọn. Rồi đi đâu? Anh đi bộ đời vậy đó được không? Bộ đời là đi đâu? Đi đâu? Nói nghe. Điện ai? Đem vòng vàng gì kêu đi vậy là điện nhỏ nào? Là đi theo vợ bé đúng không? Dạ. Vợ bé. Ai nói vợ bé? Tôi đi theo này nó thầm vợ lớn rồi. Ủa có đem cái gì hết trơn đi. Gà đồ quá ta đem chơi vậy? Gà mắc gì đâu, gà mắc gì cái đem đồ của tôi đi nữa. Thì cái nào lấy được, lấy cho vợ lớn mặc. Trời. Đem đồ cho mặc nữa hả? Hết rồi. Nói thiệt chứ không bao giờ đi mà đem cái quần xì theo chứ. Cái thằng còn lo chưa xong nữa lo cho ai. Không bao giờ đi chơi đi này đi kia, không bao giờ biết lấy cái quần xì theo. Thì lo được cho ai. 10 lần như 10 không bao giờ biết lấy cái quần xì theo. Lo quá thì lấy dụng quần xì đi. Lấy dụng Đau. Ông chơi cay nha. Bây giờ làm sao hả? Sao là sao? Thì lấy đồ em ra thì đưa đồ anh đây. Là chẳng muốn đi luôn. Đi cho biết mặt. Biết mặt gì? Nhìn hoài làm đừng. Là anh cũng không có muốn đi đâu. Tại anh chim chép nó bự. Tại chim chép nhỏ. Không biết là thả làm đi đánh qua đi đó. Chứ giờ em muốn sao? Anh đi cho em nhớ nhung em. Thôi, đéo có nhớ luôn. Ờ, không nhớ thì thôi. Thôi, không nhớ thì thôi, mắc gì đấy. Đó, em không nhớ anh. Tất nhiên là em không đương anh. Em coi anh như là công cụ để em mà giải tỏa thôi. Tôi lôi đầu ra cho cha mẹ đánh. Cha mẹ không có nhà. Cha mẹ không đẳng có nhà. Không, tao không gì đẳng. Về. Không thì tao chối đây nè. Đợi tới cha mẹ về để cha mẹ xử. Hả? Mắc gì? Chuyện gia đình nè, tính cái bẹt này là xỉu nè đúng không? Đó là trong phim thôi. Mãn lên. Xin mời. Mở rộng vòng tay chào Tiễn luôn. Thử coi ra đường không có một đồng xu dính túi, không có một cái cắt gì dính túi, không có một phen gì dính túi. Thì sống bằng cái đồng lò. Con khác lo hả? Ở nhà với em cũng đâu có đồng cắt đồng dính túi đâu. Sao không? Mà vẫn có tiền chơi pizza, vẫn có tiền hả đi ăn chè Thái, vẫn có tiền đi ăn lẩu đồ bình thường. Ủa đó em nói là tiền cũng có giữ được đồng bạc nào ra đường đâu. Ra đường cũng không sao có đồng cắt bạc em này. Cho cả trăm ngàn đi đánh pizza rồi đi đánh banh còn đòi cái gì nữa. Nè, đi đem thạch không đi, đồ để nhà hết. Đi ra ngoài hả? Cho nó tự lo, tự mua đi. Mua quần xì, áo vú gì đó, cho nó tự mua hết đi. Đồ này để nhà, muốn tôi cho thằng khác, cho tôi đi làm từ thiện. Bố thí hết. Đó, thấy chưa, cũng có tầm, cũng có xin hữu lại cho thằng khác đó. Đi lấy thằng khác tiền luôn. Không có chờ đợi bọn mẹ gì chứ. Mắc cái giống gì phải chờ đợi. Không chung thủy. Ừ, đéo chung thủy luôn. Đi xin lỗi. Đi mình không đi, đi tay trắng coi thử được mấy ngày lớp về. Không để tôi cũng về. Nhà của người ta mà. Người ta đố mới đi đó. Mời, đi đi. Khỏi có chiếc xe nào luôn, đi tay không đi. Không có chìa khóa xe nào đâu. Ủa, vô viên xe của ai nó chạy chứ. Xe là xe của anh đứng tên không à. Tôi rồi đứng tên không có chìa khóa rồi làm gì bây giờ. Rồi bây giờ đi đi. Không có chìa khóa là bây giờ đi ra ngoài là đi tay không. Loại bộ không có quần áo, không có cái gì, không có tiền, không có xô cái túi. Bây giờ đi qua cầu, đi qua phà cũng phải có tiền. Thử coi không có là lấy gì xài. Đi đi đi. Đi đi.
Xin mời. Đi đi. Ok mọi người, gần nãy giờ mới vô lấy được máy quay mọi người. Đấy, thì bây giờ mình cũng không biết làm sao nữa, không biết là nên tiếp tục nhay không hay là dừng lại nữa mọi người. Đấy, thì để coi, để mình suy nghĩ coi có thể có cách nào để mà tiếp tục chọc tức nó nữa không nha mọi người. Đấy, ok thì video mình tới đây cũng kết thúc nha mọi người. Thì mọi người xem nhớ góp ý và cho mình xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh nha. Bye bye mọi người, hẹn mọi người ở clip sau nha, bye bye.